Chùa Hội còn có tên gọi khác là chùa Phúc Thắng, tọa lạc tại làng Lạng, xã Song Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình ngày nay. Tương truyền vào thế kỷ 9 sau Công nguyên, một nhà phong thủy nổi tiếng kiêm trinh sát lành nghề về địa lý, kinh tế, quân sự đã đến làm kinh lược sứ An Nam, đó là Cao Biển. Suốt thời gian nhậm chức, ông ta đi khắp các châu các quận để xem xét, ghi vẽ các thế đất, các kiểu đất. Sau đó ông ra tay yểm triệt với hy vọng để đất An Nam không phát đế vương và không sinh ra được những con người kiệt xuất. Trong danh sách đó của Cao Biển có vùng đất Triều Lãng Ba Đậu với dòng chữ nhấn mạnh bên cạnh, đó là Địa Phát Khôi Khoa, tức là đất Phát Khôi Khoa. Trung tâm chính của vùng đất Triều Lãng Ba Đậu ấy chính là làng Lạng, xã Song Lãng, thuộc huyện Thư Chỉ cũ và Vũ Thư ngày nay. Và Cao Biển có dùng hết phép yểm triệt hay không mà đất đây vẫn phát nhiều người hiền tài đến thế? Đó là Trần Củng Uyên, Đỗ Tiến sĩ Khoa Bính Thìn năm 1496, triều Lê Thánh Tông, Đỗ Lý Khiêm, Đỗ Trạng Nguyên Khoa Kỷ Mùi năm 1499. Và đặc biệt, đã xuất hiện một danh nhân văn hóa với tư cách là một nhà thiền học có nhiều ảnh hưởng đến giáo phái Hoàng Giang ở Việt Nam. Đó là Đỗ Đô, vị thiền sư được tôn thờ trong chùa Phúc Thắng, làng Lạng, xã Song Lãng, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Căn cứ vào những dấu tích và hiện vật còn lưu lại trong chùa, những gia phả của những dòng họ lớn trong xã, có thể khẳng định chùa Phúc Thắng đã có từ thời Lý, nơi thờ Đỗ Đô. Theo Ngọc Phả Từ Thượng và truyền thuyết dân gian, Đỗ Đô, tức Đỗ Sinh Công, sinh ngày 9 tháng Giêng năm Nhâm Ngọ, tức năm 1042, là năm Minh Đạo thứ nhất triều Lý Thái Tông. Thuở nhỏ, mặc dù là con nhà nghèo, nhưng ngài rất chăm chỉ học và học rất giỏi. Ông nằm trong số rất ít người đã đi du học và thi đỗ khoa Bạch Liên ở Trung Quốc. Đỗ Đô bình sinh luôn có ý thức mở mang việc học cho quê hương. Có thể xem ông là người thầy có ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp học hành thi cử của làng Lạng. Đỗ Đô là bạn đồng đạo của Không Lộ và Đạo Hạnh. Ông được các phái đạo thuật thời bấy giờ suy tôn là giáo chủ phái Hoàng Giang. Vừa có tài lại có đức, nên Đỗ Đô được vua Lý Thánh Tông rất tin yêu, trọng dụng. Phái Thảo Đường mà vua Lý Thánh Tông sáng lập ra đã truyền được 5 đời với 17 vị thiền sư. Đỗ Đô thuộc đời thứ 3, tổ thứ 11, đứng sau Không Lộ thiền sư và Lý Anh Tông. Với tài cao đức rộng nên Đỗ Đô được vua Lý Thánh Tông rất tin yêu, kính trọng, ban cho chức tăng quan, đứng đầu hàng tăng sư, ban đạo hiệu Đạp Mạn thiền sư không gọi tên để tỏ lòng kính trọng. Ông có nhiều công lao đóng góp cho dân chúng trong làng, xã, huyện, tỉnh. Thương dân tỉnh đói khổ khó khăn, ông đã xin miễn thuế khóa tạp dịch cho dân, ngày ngày khuyên dân chăm chỉ làm việc nông, sửa bỏ thói hư tật xấu, sửa sang đường xá, góp công sức đắp đê sông Hoàng, khúc sông chảy qua địa phận Thư Chỉ cũ. Chính vì vậy mà Thái Bình, Song Lãng luôn được mùa no đủ. Ông là người rất giỏi về y thuật, tận tình chăm sóc cứu chữa chúng sinh. Ngay cả vua Lý Thánh Tông cũng đã được ông cứu chữa. Ngài còn tính được số mệnh nhà vua để vua sớm liệu việc triều chính. Tháng Giêng năm Canh Tý, tức năm 1071, vua Lý Băng Hà có di chiếu mời thượng sư về triều giúp việc chính sự vì thái tử Càn Đức nối ngôi còn quá nhỏ. Sau khi thiền sư qua đời, với những công lao đóng góp của ngài, vua Lý đã cho dân làng lập đền thờ thiền sư trên nền hành cung hiện nay để dân ngoại lãng và du khách bốn mùa hưởng khói. Hiện nay, chùa Phúc Thắng còn lưu giữ nhiều hiện vật có giá trị rất lớn về mặt lịch sử cũng như nghệ thuật như cồng, cột tịnh trì. Cồng được đúc vào năm Quý Dậu, tức năm 1693, năm Chính Hòa thứ 14, đời vua Lê Hy Tông, do cụ Nguyễn Chí Công, vị thượng tổ họ Nguyễn cúng, được sử dụng vào đêm giao thừa. Người trông nom đền được quyền đánh ba hồi cồng, với ý niệm dùng để truyền tải, truyền đạt lòng dân trăm họ đến với thần linh, mong được thần linh che chở, và cũng là để báo cho nhân dân lên đền lễ thánh, lấy lộc rồi về sông nhà. Tiếng cồng còn là hiệu lệnh báo lễ rước kiệu bắt đầu. Trong cuộc kháng chiến trường kỳ của dân tộc chống thực dân Pháp, chùa Phúc Thắng là căn cứ nuôi dấu, che chở cho cán bộ, du kích. Toàn bộ cụm di tích gồm trang miếu Thái Bảo Đỗ Vinh Công, tức Đỗ Đô, đền thượng, nơi thờ cúng thượng sư khi ngài hóa thạch, tượng tháp, nơi thờ bà Đỗ Thị Doanh, người góp nhiều công của xây dựng chùa, nhà thờ tổ. Tất cả được thiết kế theo kiểu chữ vương. Để tưởng nhớ tới công lao của vị thiền sư này, cứ 2 năm hội được tổ chức một lần. Lễ hội được mở từ ngày mùng 6 tới ngày 11 tháng Giêng âm lịch. Trong lễ hội có rước kiệu thánh, lễ Phật, cúng khoa, khai bát trí thực và thông hành tịnh trì cùng nhiều trò chơi dân gian khác.